Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024 và vinh danh các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phát huy truyền thống tốt đẹp của quân và dân thủ đô Hà Nội. 70 năm qua, giải phóng thủ đô luôn là mốc son lịch sử anh hùng trong lòng người dân thủ đô Hà Nội cũng như nhân dân cả nước. Hòa trong không khí đó, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua Cựu Thanh niên Xung phong thủ đô hành trình làm theo lời Bác với trọng điểm là xây dựng và sửa chữa 70 căn nhà tình nghĩa. Số tiền quyên góp xây dựng lên đến hàng tỷ đồng đến từ các tổ chức, doanh nghiệp. Nhân dịp này, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội đã vinh danh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quân và dân Hà Nội.